Theo đó, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 gồm 6 dự án. Trong đó có 3 dự án thuộc quận Long Biên, 3 dự án còn lại thuộc quận Ba Đình, huyện Thanh Trì và huyện Thạch Thất. Hiện nay 3 dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng, 2 dự án đang tổ chức thực hiện và 1 dự án đang giải phóng mặt bằng, chưa giao đất, đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quy mô tổng diện tích sàn của 6 dự án là 655.036 m2. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 8.344 căn hộ.